Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, chương trình luận giải tử vi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 11 âm lịch. Vận trình công danh, sự nghiệp và tài lộc của tuổi Mậu Thân sẽ ra sao? Trong tháng 11 âm lịch, tuổi Mậu Thân có gặp được quý nhân nào hay không? Trên bước đường công danh, sự nghiệp thì con giáp này cũng có những khó khăn và trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên sẽ xảy ra những chuyện như thế nào trong tháng này? Và để nắm rõ được vận trình của tuổi Mậu Thân ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chính, quý anh chị hãy nhớ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó nhấn vào biểu tượng nút chuông để có thể theo dõi tử vi tổng quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lý hỏa, tháng thuộc hành mộc khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thần thành thủy cục, xung ngọ, hình mão, hạnh mùi, phá dậu, tuyệt tị. Đối với những người tuổi Mậu Thân trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch 11 tháng 11 năm 2020, tức ngày 25 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 11 năm 2020, tức ngày 6 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Các ngày tốt đối với người tuổi Thân trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 26 tháng 11, tức ngày 9 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tị, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 2 tháng 11, tức ngày 16 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tị, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 24 tháng 11, tức ngày 28 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tị, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được chương trình hỗ trợ một cách tốt nhất. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân 1968 trong tháng 11 âm lịch. Vào tháng 11 âm lịch, tuổi Mậu Thân sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Mậu Thân sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ lên đều đặn. Mậu Dương Thủy gặp Thân Dương Kim nên gọi là thực thần, nghĩa là bản thân bị sinh xuất, đề phòng hao tổn tiền tài.
Người tuổi Mậu Thân cần chú ý về vấn đề tài chính trong tháng này, nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư hay giao dịch. Nhưng đây lại là một tháng tốt để tuổi Mậu Thân phát triển về mảng nghệ thuật, y học, luật sư, cũng cần chú ý nhiều về các mối quan hệ xung quanh của mình. Cẩn trọng không sẽ gặp phải những thị phi không đáng có, ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh. Ngoài ra, trong tháng này, các gia chủ Mậu Thân sẽ cần chú ý ngày âm lịch 23 tháng 11, tức ngày 6 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Giáp Dần. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy về sự nghiệp. Trong tháng 11 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Mậu Thân cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều cái xấu nhòm ngó. Vào thời điểm tháng 11, tuổi Mậu Thân sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc. Các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Trong mối quan hệ, bạn có thể cãi nhau với người bạn đời của mình về một số chuyện nhỏ. Sự nghiệp của con giáp sẽ có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, quý gia chủ sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần thận trọng trong từng bước đi, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà làm mất vị trí của mình. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Mậu Thân nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí và giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp tài lộc của tuổi Mậu Thân. Xem tử vi tháng 11 âm lịch, tuổi Mậu Thân không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Người tuổi Mậu Thân có thể sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn may mắn và khoản đầu tư bạn thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng đừng ngông cuồng và lãng phí, vì quý gia chủ có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm để mua một ngôi nhà hay một cái gì đó. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để thời cơ trôi qua quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Để may mắn, thành công, các bản mệnh tuổi Mậu Thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó, tình duyên và gia đạo. Chuyện tình cảm của tuổi Mậu Thân có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hái hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được những người như ý muốn. Những tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong tháng 11 âm lịch này, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm gia đình. Để may mắn hơn trong chuyện tình cảm, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, gỗ huyền long, thân, tí, thìn. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh chiêu cát lành, chiêu quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi,
tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát trong những ngày tháng sắp tới. Về sức khỏe, những người sinh năm 1968 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 11. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt của quý gia chủ. Nhưng mọi người phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu quý gia chủ uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe có tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Cần chú ý về các bệnh dạ dày, đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Thân cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận được kênh Phong Thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với quý vị và các bạn về luận giải vận trình của tuổi Mậu Thân trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến, đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.